Cường. Hello, xin chào anh em đã có mặt tại kênh của Cường. Mình là Cường Gola. Trước mặt anh em đây là một bộ clip xanh tơ ly vô cùng là mãn nhãn luôn anh em nhé. Bộ clip xanh tơ ly này được Cường làm cho chú Tuấn ở dưới Bắc Giang. Thì chú đã qua tìm hiểu Cường rất là kỹ và đặt rất nhiều nơi nhưng mà không ưng ý. Thì chú đã chốt tại xưởng Cường đây là một combo gồm 3 sản phẩm. Thứ nhất là bộ gỗ sập clip xanh tơ ly này. Thứ hai là bộ sofa và thứ ba là một kệ. Kệ nguyên khối anh em nhé, 2 tấm. Cường sẽ review anh em khi Cường kê xong xuôi đầu đấy tại nhà chú Tuấn. Đẹp đẽ đầu đấy lên hình lên khối thì lúc đấy sẽ rõ hơn, nói chuyện sẽ hay hơn anh em nhé. Còn trước mặt anh em đây là một bộ gỗ lim xanh tali rồi, đã làm xong xuôi đầu đấy, chuẩn bị được mọc và Cường sẽ làm video review anh em cái khâu cuối cùng này để chia sẻ anh em. Bộ này đã được Cường làm cho chú Tuấn và chú rất là cẩn thận chi tiết, mặc dù nhà cũng không sai phương lắm nên là chú rất thích đến xưởng để nghiệm thu và tìm mọi cái điều mà chú thắc mắc, thực sự là rất là kỹ tính anh em nhá. Nên là cái điều kỹ tính đấy thì rất là tốt cho Cường để Cường cải thiện mình một cách là chỉnh chu hơn, kỹ càng hơn, mang những cái sản phẩm chất lượng đến cho anh em. Điều Cường muốn chia sẻ ở đây là gỗ lim xanh tali. Tại sao Cường phải dùng từ lim xanh tali ở đây? Lim xanh tali ở đây nó khác với oak can, khác với lại từ là lim lam phi. Lim lam phi thì nó là một từ chung anh em nhá, từ chung nên là anh em phải rõ ràng lim lam phi mà hoặc lim xanh tali vào đấy, hoặc lim lam phi mà hoặc là oak can hay là tali, anh em phải rõ. Thì cái điều Cường muốn chia sẻ ở đây ấy, là cái gỗ lim tali này vân nó rất là đẹp, cực kỳ là đẹp luôn. Khi xẻ ra là anh em nhìn này, anh cho cái máy quay lại gần đây giúp em để anh em nhìn đây, anh em nhìn nhá, cái mặt vân đây này nó nổi bóng lên như này cơ mà, cực kỳ là mãn nhãn luôn anh em nhá. Vân nó đều, nó không là bị rối, nó không bị đen, cái đường vân xanh lên, xẻ ra vân lên nó màu xanh này, hoàn thiện lên cái màu nó xanh này, khi nó lo BU này cực kỳ là mãn nhãn, Cường phải nói là đẹp đấy anh em ạ. Đây là anh em nào có tìm hiểu Cường rồi, đã quan sát Cường, cách Cường làm, cách Cường chia sẻ rồi thì anh em sẽ biết là Cường nói những cái điều gì nó đúng thì thôi, không đúng thì bảo là không đúng, đẹp đấy, ấn định là đẹp anh em nhá. Còn như lim oakan thì Cường chỉ chia sẻ với anh em là Cường làm chân, đây là bộ chân lim oakan để làm cho bộ này anh em nhá, vì nó làm ở dưới nên là Cường cũng đã chia sẻ rồi là Cường làm bằng chân lim oakan đấy, nó phải rõ ràng với nhau như thế cho nó dễ anh em ạ. Thì anh em nào quan tâm đến những sản phẩm Cường đang review, những sản phẩm Cường đang làm đây thì anh em follow Cường, hãy chia sẻ cho Cường những cái điều anh em chưa rõ. Ở đây là số điện thoại của Cường anh em nhá, anh em trực tiếp có thể liên hệ với Cường qua số điện thoại này. Cường chỉ có duy nhất một số này thôi. Đấy, thì hôm qua cũng đã có một số anh em là không biết là anh em hacker hay anh em giả danh số điện thoại của Cường mà đã lập ra nick Zalo bảo là mấy anh em là gửi tiền cho mượn. Thực ra là Cường xin thưa anh em là Cường không mượn tiền của ai. Đấy, chia sẻ thì anh em dễ. Còn anh em đặt hàng thì anh em cứ liên hệ với Cường theo số này thôi, duy nhất một số Zalo này thôi chứ không phải bất kỳ số nào khác. Đó anh em ạ, Cường chỉ có một tài khoản là tài khoản này, dùng Zalo để liên hệ với anh em nhé. Còn không, ngoài ra không có tài khoản nào khác nữa. Cường muốn chia sẻ anh em là rõ như thế nên bất kỳ anh em nào có giả danh Cường thì anh em cũng đọc tiền là bỏ ngoài tai, điện thoại trực tiếp với Cường. Đây là hình ảnh thật của Cường, anh em quan tâm hãy cho Cường một nút like, hãy cho Cường một nút follow, Cường chia sẻ anh em biết nhiều hơn, chi tiết nhiều hơn. Với Văn Cường xin chào.